Xin giới thiệu cho mọi người biết, hôm nay mình đi thăm cái vùng cây sâm Đại Hành. Thế thì đây là một hộ gia đình trồng cho mình chỗ này hơn 2 sào. Thế thì quy trình trồng cây sâm Đại Hành thì lên luống tầm khoảng 20 này, 40, 60. Đấy, khoảng 70, 70 phân như thế này. Đấy, và luống chiều dài. Thế thì khoảng cách sâm Đại Hành thì hộ đây trồng là 20 và 30. Hàng các hàng là 20, cây là 30. Thế thì dòng cây sâm Đại Hành này thì một năm nó cho thu nhập một sào bắc bộ là nó cho được hơn 1 tấn củ. Đấy là dùng sâm Đại Hành. Thế thì như bạn thấy đấy, thế thì bên này thì hộ dân cũng trồng cả lạc nữa. Thu xong vụ lạc thì sâm Đại Hành nó cũng lên rồi. Mà chất dinh dưỡng ở trong cây lạc, cái củ rễ của cái củ lạc ấy, thế thì nó lại lấy chất để nuôi cây sâm Đại Hành. Mà đây là một cái quy trình trồng dân tự trồng thôi, dân tự nghĩ ra là làm, và người dân ấy thì nghĩ ra làm như vậy thì nó rất là giảm chi phí về cỏ, công cỏ giả làm đấy. Thế thì cái sâm Đại Hành này thì mình cũng trồng để làm một viên bổ sâm Đại Hành, giúp cho bổ khí, bổ huyết, rồi là mình dùng cho bài như là siro ho cũng rất là hiệu quả, rồi là trong vấn đề là cái thuốc sắc về chữa đau nhức xương khớp, rồi là về cái vấn đề nữa đó là viêm họng. Rồi là sâm Đại Hành này thì nó cũng giúp cho ăn ngon ngủ tốt. Đấy thì trong cái bài thuốc viên ngủ ngon hay viên bổ sâm Đại Hành của mình ấy, đấy thì ai dùng có hiệu quả. Nếu mà ai mà muốn cần cái sâm Đại Hành và làm sản phẩm từ viên ngủ ngon từ sâm Đại Hành này ấy, thì các bạn có thể là liên hệ với thầy Hiếu qua số điện thoại 0963256138. Thầy xin chào tất cả quý vị và các bạn.